Lần sau khi chuẩn bị đi làm, hãy nhìn kỹ hơn chiếc áo sơ mi của mình. Mọi khuyết áo đều được may theo chiều dọc, nhưng hãy xem khuyết cuối cùng, nó được may theo chiều ngang phải không? Đó là do phần đáy áo sơ mi chịu nhiều áp lực từ việc kéo nhất, do đó là vị trí của hông. Vì vậy, khuyết ngang không phải là nhầm lẫn đâu, mà được may ở đó để ngăn áo sơ mi bị rách khi hông của bạn di chuyển. Lớp bong bóng hình thành khi bạn đổ sữa tắm vào bồn không chỉ để cho vui đâu, mà còn có tác dụng cách nhiệt và giữ cho bồn tắm của bạn được ấm trong thời gian dài hơn. Quả bông pom-pom trên đỉnh chiếc mũ len của bạn vốn không phải là một phụ kiện thời trang. Ban đầu, quả pom-pom này được gắn thêm vào mũ để giúp cho các thủy thủ không đập đầu vào trần quá thấp của các con tàu. Bánh quy giòn có các lỗ để chúng không bị nứt và vỡ trong quá trình nướng. Nếu chúng không có lỗ ở đó, hơi nước sẽ tích tụ bên trong bánh quy và làm cho bánh bị vỡ ra. Những con số ở nhãn dán mà người ta dán trên quả cam không phải là ngẫu nhiên. Nếu có 4 chữ số và số đầu tiên là 3 hoặc 4 thì nghĩa là trái cây đã được tạo ra bằng các kỹ thuật canh tác thông thường. 5 chữ số bắt đầu bằng số 8 có nghĩa là quả cam đã được biến đổi gen. 5 chữ số bắt đầu bằng số 9 cho biết đây là loại trái cây hữu cơ. Lề trên giấy không phải được dùng để viết ngày tháng và đánh số danh sách đâu. Ban đầu nó được thêm vào để làm chức năng bảo vệ. Ngày trước, chuột từng là một vấn đề nhức nhối trong nhà của người dân và giấy là một trong những loại snack yêu thích của chúng. Lề được thêm vào như một biện pháp bảo vệ để lũ chuột gặm giấy trắng chứ không cắn xé các nội dung quan trọng của bạn. Nếu gọi đồ ăn Trung Quốc về nhà rồi bay biện lên đĩa thì bạn đang làm việc không cần thiết đó. Giống như những đĩa bằng giấy đựng gia vị trong các nhà hàng đồ ăn nhanh, hộp đồ ăn Trung Quốc bằng bì cứng có thể mở ra để tạo thành một chiếc đĩa có kích thước vừa chuẩn cho thức ăn của bạn. Cái cổ dài của chai nước ngọt được thiết kế như vậy để khuyến khích bạn cầm nó. Như vậy, nhiệt từ bàn tay của bạn sẽ chỉ làm ấm phần trên của chai chứ không làm ấm toàn bộ đồ uống. Tại sao ve áo lại có khuyết mà không có cúc áo nào khớp với nó? Ban đầu, áo khoác và áo choàng cũng đã có một cúc áo tương ứng để người mặc có thể dựng cổ áo lên và cài cúc sát cổ để giữ ấm. Theo thời gian, mọi người không còn làm điều này nữa và chiếc cúc áo đã bị loại bỏ. Nhưng nhiều người may vest vẫn giữ kiểu khuyết áo truyền thống không có chức năng gì ở đó. Bạn luôn khó nhìn thấy thức ăn của mình trong lò vi sóng vì tấm lưới đen phiền toái ấy trên cửa. Nhưng nó ở đó để ngăn các vi sóng có hại thoát ra ngoài. Được gọi là màn chắn Faraday, nó bảo vệ bạn cũng như đảm bảo rằng thức ăn được nấu chín đúng cách. Hình thoi ngẫu nhiên trên ba lô của bạn được gọi là last tab hoặc mõm lợn. Nó ở đó giúp bạn luôn dây qua các lỗ để mang thêm dụng cụ, hoàn hảo cho cắm trại hoặc đi bộ đường dài. Quả bóng gôn có các vết lõm bao phủ chứ không tròn một cách hoàn hảo. Điều này là để bóng có thể bay trong không khí nuột hơn, giảm lực cản cho phép nó bay xa hơn và nhanh hơn. Miếng bông tẩy trang của bạn có hai mặt khác nhau vì một lý do. Mặt gồ ghề được dùng để trang điểm, trong khi đó mặt phẳng thì dùng để tẩy trang. Bánh donut có lỗ để đảm bảo rằng cả bên trong và bên ngoài bánh được nấu chín đều. Trước khi cái lỗ đó được thêm vào, bên trong bánh thường chứa rất nhiều dầu và nhão, còn bên ngoài thì lại giòn tan. Sạc máy tính xách tay Apple của bạn có các chân nhỏ có thể gập ra và chúng không phải ở đó nhằm mục đích giúp cho sạc có thể dựng đứng đâu. Các chân này khi được mở ra sẽ cho phép bạn quấn dây xung quanh rồi kẹp vào vị trí cố định và giúp dây không bị rối hoặc hư hại. Các chữ cái trên bàn phím ban đầu không được sắp xếp ngẫu nhiên như bây giờ. Bàn phím đầu tiên thuộc về máy đánh chữ. Đến một thời điểm, người đánh chữ gõ quá thành thạo và trơn tru đến nỗi họ gõ quá nhanh. Các cánh tay bàn phím chằng chịt rồi mắc vào nhau. Chính vì vậy, các công ty phải tạo ra thứ tự ngẫu nhiên hơn cho các phím để người ta gõ chậm lại và giữ máy hoạt động bình thường. Bạn có thích thò chân vào hàng lông dài ở thang cuốn để nhân thể đánh bóng dài không? Dù tin hay không, nhưng đấy không phải là công dụng chính của nó đâu. Lông đó giúp đảm bảo an toàn. Ngày trước, mọi người thường bị kẹt túi và quần áo vào thang cuốn khi họ đứng quá gần thành thang. Lông ni lông đó giúp mọi người đặt chân ra xa vành thang cuốn và tránh tai nạn đáng tiếc. Đại đa số mọi người cho rằng
đương lượng sống ở kẹp tâm là để cho đẹp. Vì vậy họ cứ gài ngửa phần đó lên trên. Nhưng những đương lượng sống nhỏ ấy thực ra có chức năng bám tốt hơn vào da đầu và cố định tóc của bạn. Do đó, phần ngoằn ngoèo ấy phải úp xuống nha. Hẳn bạn đã thấy hầu hết thước đo có một miếng kim loại nhỏ với một cái khe trên đó. Nếu tay bạn cầm đồ rồi thì chỉ cần móc khe đó vào đinh là đo được. Nếu nhìn gần hơn, bạn sẽ thấy phần khe đó hơi có răng cưa ở một bên. Bạn có thể dùng nó để đánh dấu điểm. Vậy là chẳng cần lấy bút chì nữa. Nếu đi máy bay nhiều, hẳn bạn sẽ để ý thấy các lỗ li ti nằm ở đáy của cửa kính. Không có gì đáng ngại đâu, các lỗ đó đảm bảo an toàn cho chúng ta khi máy bay lên cao. Nó có tên là lỗ nhảy. Bạn có thể thấy lỗ đó ở ngay tấm giữa trong 3 tấm kính. Lỗ có tác dụng bảo vệ hành khách khỏi áp suất bên ngoài. Lỗ này tuy nhỏ nhưng rất hữu ích. Nó giúp giảm áp suất của tấm ngoài. Lỗ cũng dần dần tiếp xúc với áp suất trong khoang, giúp khắc phục sự mất cân bằng áp suất trên các ô cửa kính nếu có. Con số 57 đang nhìn chằm chằm vào bạn ở giữa chai tương cà Heinz. Theo công ty, chỉ 11% người dân nhận thức được rằng con số này không liên quan gì đến nhãn hàng sản phẩm, mà thực ra là điểm lý tưởng để bạn vỗ nhẹ vào cho tương chảy ra đĩa. Vì vậy, lần tới nếu muốn lấy chút tương cà, bạn không cần đập vào đáy chai đâu. Các rãnh ở đáy cốc có chức năng giúp việc rửa sạch trong máy rửa bát được thuận tiện hơn. Khi bạn úp ngược cốc, những rãnh này sẽ giúp nước chảy đi chứ không đọng lại. Bằng cách này, nước sẽ không đổ vào chân bạn khi bạn lấy cốc ra ngoài. Các rãnh ở đó cũng cho phép không khí mát lưu thông bên dưới cốc. Chúng cũng giúp cốc không bị nứt vỡ khi bạn đổ nước nóng vào. Có lẽ bạn đã nhìn thấy cái chấm nhỏ bên cạnh camera của iPhone và tưởng rằng đó là đèn flash. Không, không phải đèn flash đâu. Đó là micro chịu trách nhiệm thu âm thanh khi bạn dùng camera sau. Lần sau, nếu bạn muốn ăn nhanh gọn và gọi món khoai tây chiên ở McDonald's, hãy kiểm tra cái nắp đậy có thể bẻ được ở đầu hộp nhé. Một số người thích bẻ nó về phía các miếng khoai. Như vậy, bạn có thể đậy khoai lại và giữ đồ nóng. Nhưng nếu bạn không đủ kiên nhẫn, thì cứ việc bẻ cái nắp ấy ra sau và biến nó thành cái đĩa tạm thời, cực tiện lợi để đựng món khoai ngon lành. Nhưng nhớ là bẻ chắc tay nhé, bạn không muốn nó nảy trở lại và bắn số tung tóe đâu. Bài học nhớ đời của tôi đấy. Vào những năm 1970, người ta muốn kem đánh răng vừa vệ sinh vừa làm thơm mát miệng. Aqua Fresh đã quyết định hồi đáp lời kêu gọi đó và bổ sung sọc màu xanh lam vào sản phẩm của mình. Vì người tiêu dùng có xu hướng chú ý hơn đánh răng và nú, nên công ty đã bổ sung một sọc đỏ thứ ba vào kem. Vậy là kem đã có 3 công dụng: làm mát, làm sạch và kiểm soát mặn bám. Và vâng, kem đánh răng chỉ có màu trắng, mang lại những lợi ích y hệt. Nhưng dù sao thì các thương hiệu vẫn thêm sọc màu vào kem đánh răng. Tiện nói về kem đánh răng, bạn có biết những màu đó ở đáy tuýp không? Màu không ám chỉ gì cụ thể cả, mà giúp cảm biến trong dây chuyền xác định được đầu của tuýp. Nhờ đó, máy có thể cắt và đóng kín tuýp kem. Nước rửa tay khô ngày nay rất phổ biến và bạn có thể dùng chúng theo rất nhiều cách chứ không chỉ để rửa tay nữa. Nó cực kỳ hiệu quả với vết bẩn trên quần áo. Nước rửa tay khô phân tách và làm sạch vết nhiều dầu mỡ hay lắm đấy. Bạn còn có thể dùng nó làm chất khử mùi nếu bạn đổ quá nhiều mồ hôi trong những ngày nóng nực. Nhiều cái kéo làm bếp ngày nay có một chiếc kẹp răng cưa nằm tại hai bên tay cầm. Bạn có thể dùng nó để tuốt các loại rau thơm như cỏ xạ hương, hương thảo và hẹ. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với khi nhặt bằng tay đấy. Và nếu không có bệnh thì bạn có thể tặng hoa hồng cho người thương bằng cách này. Nhưng hãy cẩn thận để không đâm gai vào họ nhé. Cái khoen kim loại trên lon nước ngọt có thể xoay ngược lại. Hãy cho ống hút vào cái lỗ trên khoen. Như vậy thì bạn không phải cầm ống hút để uống nữa rồi. Loại khoen cố định này đã thay thế khoen kiểu kéo được sáng tạo hồi đầu những năm 60. Bạn còn nhớ chúng chứ? Khoen kiểu kéo khá sắc và có thể dễ dàng bị vứt đi và trở thành mối đe dọa đối với mọi người. Giờ, bạn có thể cho ống hút thẳng vào cái khoen, thổi bong bóng
và làm nước văng khắp nơi rồi. Khi mua quần áo thì thỉnh thoảng bạn sẽ nhận được cái túi nhỏ chứa một chiếc cúc dự trữ và một miếng vải bé. Rõ ràng, miếng vải này có chức năng là để vá lỗ thủng. Nhưng bên cạnh đó, bạn có thể thử nghiệm các loại sản phẩm giặt tẩy với nó nữa. Ngoài ra thì việc thử các chế độ giặt khác nhau của máy trên mảnh vải này trước khi giặt cả món đồ cũng cần thiết đấy. Và nếu bạn muốn chùi mũi thì đừng nói ai biết rằng bạn học mẹo này từ tôi nhé. Bạn có thể dùng tu vít làm đòn bẩy nếu gặp khó khăn khi nâng hay di chuyển thứ gì đó. Vài loại tu vít còn có tay cầm hình lục giác có thể nằm vừa bên trong chìa vặn đai ốc hoặc cờ lê. Hãy dùng nó để dễ dàng vặn ốc cũng như làm đòn bẩy. Nhẹ nhàng hơn nhiều rồi nhỉ? Không phải ai cũng đủ khỏe để vặn ốc đâu, ví dụ như tôi này. Dây chùm có rất nhiều công dụng, nhưng nếu bạn có một cái chai khó mở thì hãy buộc chùm quanh nắp để dễ vặn hơn nhé. Hàng cuốn có những hàng chổi sushi vì lý do tương tự như nguyên nhân bậc thang có các đường thẳng màu vàng. Đó là để ngăn không cho mọi người đến quá gần khu vực nguy hiểm. Không phải lúc nào chúng ta cũng cẩn thận nên thi thoảng quần áo có thể rơi xuống gần bậc thang và cạnh bậc gặp nhau. Chỗ đó còn có tên là mép thang. Cái chổi chính là một thanh chắn nho nhỏ giúp tai nạn này không xảy ra. Nó cũng giữ lại các túm lông tóc và ngăn không cho những đồ vật nho nhỏ rơi xuống khe hở. Chiếc quần jean của bạn có một vài đặc điểm rất hữu dụng đấy. Những cái đinh tán kim loại nằm quanh túi giúp cố định các điểm chịu lực. Nhờ đó mà chúng lâu bị bung hoặc rách hơn bình thường. Tuy nhiên, không phải cái quần jean nào cũng có thứ này. Nhiều quần jean vẫn có một cái túi bé tí nằm ngay bên trên túi chính. Ban đầu, cái túi nhỏ này được dùng để cất đồng hồ bỏ túi. Dù loại đồng hồ này hầu như đã là dĩ vãng, nhưng nhiều người vẫn sử dụng túi nhỏ nhằm đựng xu, nhẫn hoặc thậm chí là USB nữa đấy. Có thể bạn đã biết sự thật tiếp theo rồi. Đã bao giờ bạn thắc mắc về những cái rãnh trên lớp xe hơi chưa? Tác dụng của chúng là tạo ra lực bám trên đường. Tuy nhiên, bạn cũng có thể biết được lốp của mình đã quá mòn hay chưa nhờ các rãnh này. Nếu rãnh không còn sâu như trước và nằm gần sát mặt đất, thì đã đến lúc thay lốp rồi. Còn không thì xe của bạn sẽ trượt đi tự do và lần tiếp theo bạn muốn dừng lại đột ngột đấy. Hộp đồ ăn mang đi thường gắn liền với các nhà hàng Trung Quốc. Được thiết kế để bạn vừa có thể mang đồ ăn về nhà, vừa cất trữ trong tủ lạnh. Nó cũng là cái tô để bạn ăn thẳng từ đấy và thế là không cần lo lắng về chén đĩa bẩn nữa rồi. Tuyệt! Trên thực tế, những cái hộp này đã được đăng ký sáng chế từ tận năm 1894 để vận chuyển hàu tươi đã được bóc vỏ và được biết đến với tên gọi hộp hàu. Sau này, chúng được cải tiến để làm hộp không thấm dành cho đồ ăn. Khi ngồi trên máy bay và nhìn ra ngoài, có thể bạn sẽ phát hiện một hoặc vài cái lỗ nhỏ nằm gần đáy cửa sổ. Nó được gọi là lỗ thở và không phải để bạn thở đâu. Cái lỗ được thiết kế để cân bằng sự chênh lệch áp suất không khí nằm giữa cabin được điều áp và môi trường bên ngoài, nhất là tại những độ cao lớn. Nó cũng giúp hơi ẩm thoát ra từ giữa các tấm kính để ngăn chặn sương giá xuất hiện trên cửa sổ và cản trở tầm nhìn cực kỳ quan trọng của chúng ta. Xin lỗi nhé, chắc bạn chưa thể vẽ mặt cười lên kính rồi. Loại dao rọc giấy bẻ này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1956 bởi một công ty đến từ Nhật Bản. Nhìn chất nhỉ, công ty này đã lấy cảm hứng từ những thanh sô-cô-la có thể bẻ. Nhưng đừng nhầm lẫn hai thứ này với nhau nhé, dao chẳng ngon lành gì đâu. Thước cuộn thường có một cái lỗ nằm gần đầu kim loại. Nó được gọi là lỗ đinh và có tác dụng để bạn đóng đinh hoặc vít vào đó. Mẹo vặt tiện dụng này giúp bạn đo đạc mà không cần bất kỳ ai phải cầm đầu thước cả. Hay đấy. Này team đam mê nấu ăn, có một bí mật cực dễ thế sẽ thay đổi cuộc đời bạn đó. Chính là chảo. Giờ hãy quan sát tay cầm của nó. Đúng vậy, trên tay cầm có lỗ kìa. Hóa ra lỗ này được thiết kế nhằm giữ cái thìa bạn đang dùng để nấu ăn. Thay vì làm nước nhỏ lên khắp bếp hoặc sàn, thì bạn có thể cài thìa vào lỗ và để nước trong thìa nhỏ lại vào chảo. Woohoo! Tiện đang nhắc tới các vật dụng hàng ngày, thì hầu hết những tay nắm cửa đều được làm bằng đồng thau vì vật liệu này có tính kháng khuẩn. Khác với đồ nhựa, tay nắm cửa bằng đồng thau rất kỳ diệu. Chúng có thể tự khử trùng mà không cần bạn vệ sinh. Tiện nhỉ? Bạn có để ý thấy cái lỗ nhỏ ở đầu của thước cuộn không?
Bạn có thể tìm thấy nó tại bộ phận kim loại mà chúng ta thường dùng để móc vào đồ vật và đo. Chà, thực ra thì cái lỗ bán nguyệt này có kích cỡ vừa khít một chiếc đinh thường. Nó được tạo ra để mọi người móc thước vào đinh trong khi kéo thước ra. Tôi muốn thử mẹo này lắm rồi. Lề vở được phát minh ra để bảo vệ nội dung được viết trên giấy khỏi lũ chuột. Không, lũ chuột không copy đáp án bài tập về nhà của bạn đâu. Thật ra, ngày xưa người ta phải sống chung với chuột, và chuột thì thường gặm giấy. Vì vậy, để bảo vệ thông tin thì người ta đã tạo ra lề. Nhờ đó mà văn bản được chuyển đến gần giữa các trang và không bị loài gặm nhấm này phá hoại. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của từ tiêu hóa thông tin nhỉ? Thế còn những cái lỗ nhỏ ở đáy cửa sổ máy bay thì sao? Chúng có chức năng vô cùng quan trọng, đó là điều hòa áp suất không khí bên trong cabin. Nói cách khác thì chúng giúp máy bay bay cao trên trời. Đúng là một trọng trách cao cả. Nhân tiện thì khay ăn trên máy bay là nơi có nhiều vi khuẩn nhất trên toàn bộ khoang. Các nghiên cứu cho thấy, cái khay này chứa lượng vi khuẩn cao hơn nút xả bồn cầu đến 8 lần. Giờ hãy thử cắt đôi một chiếc máy bay thương mại ra và xem bên trong nó có gì nhé. Chà, mọi thứ sẽ ít nhiều giống như thế này. Các hàng ghế nằm ở trên cùng và những thứ cần được cất trữ sẽ nằm ở đáy. Đó chính là hành lý của hành khách, vật tư khẩn cấp, các bộ phận của hệ thống cánh và v.v. Chuyển sang bóng bowling nào. Vâng, tôi biết là không liên quan cho lắm, cơ mà bạn đã bao giờ tự hỏi rằng bên trong quả bóng bowling có gì chưa? Nếu cắt một quả bóng thi đấu làm đôi thì bạn sẽ thấy một hình dạng quen thuộc. Hãy nhìn gần hơn nào, bạn có thấy không? Giống logo soi sáng nhỉ? Dù sao thì bóng bowling thi đấu khác bóng bowling ở sân chơi gần nhà bạn đấy. Đó là vì chúng được thiết kế để thực hiện các bước di chuyển đẹp mắt. Chúng được tích hợp một số công nghệ rất phức tạp bên trong. Những quả bóng bowling này được tạo hình sao cho các tay chơi chuyên nghiệp có thể ghi điểm nhiều hơn. Trọng lượng của bóng thi đấu được thiết kế để hướng vào bên trong khi chúng lăn trên làn bowling. Điều này khiến chúng khó bị rơi vào rãnh ở hai bên làn. Nhân tiện đang nói về bóng thì chúng ta cùng quan sát bên trong một quả bóng chày nhé. Các nhà sản xuất đã sử dụng vài lớp khác nhau để khiến nó nhẹ và tận dụng được khí động lực học. Tại lõi, chúng ta có một cái nút chai bọc cao su đen, sau đó là một lớp cao su màu đỏ, rồi đến hai hoặc ba lớp sợi len xen kẽ. Tiếp đến là một lớp phủ bằng da màu trắng và được may màu đỏ tỉ mỉ xung quanh để khâu tất cả lại với nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sở hữu thị lực tia X và có thể nhìn vào bên trong xương người? Ôi hãi hùng thật! Tôi thì thấy thứ thu hút sự chú ý nhất chính là cấu trúc giống mạng nhện ở trung tâm những chiếc xương. Trên thực tế, đây là một cấu trúc rất đặc và phức tạp, gồm các dây thần kinh bên trong xương. Bạn may mắn thật đấy! Tiếp theo, tôi có một câu đố cho bạn. Cái gì nhìn tròn có thể được tìm thấy gần đại dương và trông giống như bảo tàng Guggenheim ở thành phố New York được nhìn từ trên không nhỉ? Bảo tàng này có rất nhiều con dốc đấy. Nếu bạn trả lời là vỏ ốc anh vũ thì đúng rồi đấy. Ốc anh vũ là một loài động vật có vỏ mà bạn có thể tìm thấy ở vô số những cửa hàng lưu niệm gần bãi biển. Vỏ được tạo thành từ hai lớp, lớp ngoài nhám có màu ngà và lớp trong màu trắng với ánh ngũ sắc. Và nếu bạn cắt nó ra làm đôi thì trông nó sẽ rất giống cảnh quan bên trong bảo tàng Guggenheim. Lá lô hội rất tốt cho mục đích chữa bệnh cũng như cấp nước. Nhưng nếu có thể nhìn vào phần nhân của lá lô hội thì bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thư giãn và thoải mái. Ai cũng từng mơ về một bể bơi đầy thạch mà nhỉ? Kem đánh răng trông có vẻ thật là bình thường và quen thuộc, nhưng bạn sẽ không nghĩ như vậy nếu cắt một tuýp kem có nhiều màu ra đâu. Nhiều người đã đoán rằng phần bên trong của những tuýp kem đánh răng kiểu này có lẽ đã được phân chia bởi những lớp cản mà nhờ đó các sọc không bị trộn lẫn vào nhau. Nhưng nếu cắt tuýp ra thì bạn sẽ chỉ thấy mỗi kem mà thôi. Thực chất, khoa học đã góp phần tạo ra những tuýp kem có màu kể trên. Theo một chuyên gia nọ, thì nhà sản xuất phải đảm bảo rằng kem của tất cả các sọc có tính chất vật lý như nhau, nhờ đó mà các màu không thể trộn lẫn. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy những lát kem trông giống bánh pizza có màu sắc khác nhau khi cắt tuýp kem. Hãy nghĩ về điều này. Hầu hết các chai đều có một điểm chung, đó là cổ dài. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chưa? Vâng, có rất nhiều lý do. Không điều nào trong số đó liên quan đến những chiếc cổ dài khác như của hươu có cổ hay đà điểu. Để bắt đầu thì bạn đã bao giờ đổ gì đó từ một cái lọ miệng rộng vào ly chưa?
có thể rất khó vì nước thường bám trên một bề mặt rộng và tràn ra xung quanh. Nguyên nhân có liên quan đến vật lý, không khí và chất lỏng thường chảy dọc theo một bề mặt. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Coanda. Thật khó để đổ chất lỏng vì hiệu ứng này, các phân tử chất lỏng bị hút vào bề mặt của bình. Một lý do khác là sức căng bề mặt, có nghĩa là các phân tử của chất lỏng thường dính vào nhau hơn là dính vào không khí. Vì vậy, nước dính với nhau và cùng chảy xuống bề mặt thay vì vào chỗ bạn muốn. Cổ hẹp giúp dễ dàng rót và uống từ chai, vì có bề mặt nhỏ hơn nên chất lỏng ít lan ra xung quanh. Một lý do thực tế khác đó là cổ nhỏ hơn cần ít vật liệu hơn để làm và cần một chiếc nắp nhỏ hơn để đậy. Bằng cách này, họ có thể giảm giá thành của chai. Và một lý do nữa, cổ chai khiến bạn không thể làm ấm đồ uống bên trong. Nếu không có cổ, rất có thể bạn sẽ cầm chai ở giữa, ngay chỗ có chất lỏng. Hơi ấm từ tay bạn sẽ nhanh chóng làm ấm thức uống bên trong. Nếu có cổ, bạn sẽ cầm ở cổ chai. Việc này sẽ giảm thiểu lượng nhiệt truyền vào chai và đồ uống của bạn sẽ lạnh lâu hơn. Nếu bạn dùng chai có thể tái sử dụng, có thể bạn đã biết đôi khi chúng có mùi. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng chúng để đựng nước bình thường, chúng vẫn có mùi. Nhưng không phải nước có mùi đâu, mà do các vi sinh vật trong đó. Nếu bạn uống nước từ chai, các hạt nước bọt và mồ hôi của bạn sẽ ở trong đó. Những vi khuẩn bắt đầu tích tụ trong chai, gây ra mùi. Vì vậy, nếu bạn chọn những chai có thể tái sử dụng, hãy đảm bảo rửa sạch chúng hàng ngày để ngăn vi khuẩn tích tụ. Sau khi rửa, hãy để khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại nhé. Một số người tái sử dụng chai nhựa, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn vì hầu hết chúng chỉ để dùng một lần thôi. Mối lo ngại chính ở đây là sự ngâm chiết hóa chất. Các hóa chất được sử dụng để sản xuất chai nhựa có thể hòa lẫn với chất lỏng. Nếu bạn tái sử dụng chai nhựa, sự hao mòn có thể tạo ra những vết xước nhỏ khó nhìn thấy bên trong chai, nơi nhiều vi khuẩn hơn có thể phát triển. Vì vậy, nếu bạn cần một chai để dùng lâu dài, hãy đầu tư vào chai được sản xuất để tái sử dụng, nhưng đừng quên rửa nó mỗi ngày nhé. Quần jean xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1873, được phát minh bởi Jacob Davis và Levi Strauss. Davis là một thợ may chuyên làm màn và lều, còn Strauss là một doanh nhân bán vải. Cùng với những thứ khác, chiếc quần jean đầu tiên được Davis làm từ vải denim, loại vải ông mua từ Levi Strauss & Co. Họ cùng nhau được cấp bằng sáng chế cho thiết kế này. Xanh lam là màu tiêu chuẩn cho vải denim được nhuộm với thuốc nhuộm tràm. Màu xanh là truyền thống vẫn được giữ gìn cho đến ngày nay để đi theo vẻ ngoài nguyên bản của quần jean. Quần jean cũng có đinh tán kim loại và chúng đã có ngày từ đầu. Jacob Davis, người tạo ra chiếc quần jean đầu tiên, đã thêm đinh tán bằng đồng vào những vị trí mà quần dễ bị rách như vạt và túi để chúng chắc chắn hơn. Ngày nay, đinh tán có mục đích trang trí nhiều hơn vì chúng nổi bật và mang tính truyền thống của quần jean. Một điều đặc biệt nữa về quần jean là những chiếc túi nhỏ mà dường như không có mục đích gì. Chà, có lẽ bây giờ thì đúng, nhưng những năm trước, khi nhiều cowboy mặc quần jean, chiếc túi này đã được tạo ra để dành riêng cho việc cất đồng hồ bỏ túi. Ngoài ra, hồi đó quần jean chỉ có 4 túi, đó là túi nhỏ, túi đồng hồ, 2 túi lớn ở phía trước và 1 túi ở phía sau. Nhiều khóa kéo có khắc chữ YKK. Đó là chữ viết tắt của tên công ty và có thể dịch ra là công ty cổ phần sản xuất Yoshida. Công ty Nhật Bản này là nhà sản xuất dây kéo lớn nhất thế giới. Vì vậy, họ để tên viết tắt của họ trên tất cả các khóa kéo mà họ sản xuất. Đó là khoảng một nửa số khóa kéo trên thế giới. Và đó là lý do tại sao bạn nhìn thấy khóa kéo của họ thường xuyên hơn bất kỳ khóa kéo nào khác. Không chỉ quần jean có màu xanh, mà cả đồng phục của cảnh sát cũng thế. Cảnh sát lần đầu tiên xuất hiện chính thức vào thế kỷ 19 ở London. Họ được cấp bộ quân phục màu xanh lam để tương phản với bộ quân phục màu trắng đỏ mà các quân nhân đã mặc. Hai thập kỷ sau, lực lượng cảnh sát đã được áp dụng ở Mỹ và họ đã đi theo các khuôn mẫu đó. Đồng phục ngày nay vẫn có màu xanh lam vì nó được chứng minh là một màu có lợi. Nó không thể bị nhìn thấy khi chiều tối để cảnh sát có thể quan sát mọi thứ và mọi người mà không bị chú ý. Ngoài ra, sẽ không nhìn thấy các vết bẩn trên chất liệu tối màu. Hơn nữa, mọi người đều biết cảnh sát phương Tây mặc màu xanh lam và chúng ta nhận ra họ là nhờ đó. Vậy tại sao phải thay đổi chứ? Những quả bóng gôn nhỏ màu trắng có những vết lõm trên khắp bề mặt. Hóa ra không chỉ là ngẫu nhiên đâu. Lúc đầu, người đánh gôn dùng quả bóng trơn láng. Qua thời gian, quả bóng va chạm nhiều và bị móp, nhưng cũng vì thế nó bay xa hơn.
Nguyên nhân ở đây là do khí động học. Các vết lõm cho phép không khí lưu thông dễ dàng hơn xung quanh quả bóng, đưa nó bay xa hơn. Vì vậy, ý tưởng đã được thông qua và những quả bóng có vết lõm khắp bề mặt để bay được quãng đường xa hơn. Thỉnh thoảng, khi chim bay qua đại dương đến một nơi nào đó xa xôi, chúng có thể bay nhiều ngày. Tôi luôn tự hỏi chúng ngủ thế nào khi bay nhỉ? Hóa ra, có vài cách đấy, một số loài chim luôn ở trạng thái nửa ngủ nửa thức. Nửa bộ não của chúng hoạt động, nửa còn lại thì ngủ. Cũng giống tôi vậy. Sau đó, chúng đổi lượt và nửa kia ngủ. Các loài chim khác chỉ chợp mắt trong ngày. Và khi tôi nói chợp mắt, ý tôi là như vậy. Trung bình, một lần chớp mắt chỉ kéo dài khoảng 9 giây, và trong thời gian đó, chim chỉ lượn. Trong suốt một ngày, những chớp mắt đó cộng lại và chim sẽ có một giấc ngủ đủ. Dù không phải mục đích ban đầu, nhưng nắp bật lon nước ngọt có thể được dùng để che móc áo lên một móc áo khác. À mà bạn có thể đặt ống hút vào lỗ ở nắp bật và cố định chúng. Bạn phải bóc giấy nhớ từ một góc như khi bạn lật một trang sách ấy. Phần lớn trong chúng ta đều xé giấy từ đáy, điều đó tạo một nếp gấp và khiến tờ giấy bất dính. Lỗ ở muỗng spaghetti giúp bạn đo khẩu phần ăn vừa đúng. Nó đủ cho một người nên bạn có thể nhân lên theo số người ăn. Hoặc bạn thích nấu hết cả gói để ăn cho đã. Này, tôi nói vậy thôi nha. Dắp cắm audio với tai nghe của bạn có một hoặc hai ba giải ư? Một giải có nghĩa là tai nghe của bạn chỉ phát ra âm thanh. Hai có nghĩa là âm thanh stereo. Và ba nghĩa là tai nghe còn có micro nữa. Để ngăn cho nước không sôi tràn ra ngoài, chỉ cần đặt một cái thìa gỗ trên vành của nồi. Nhưng mẹo này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi. Nếu bề mặt của cái thìa cũng bị hun nóng đến nhiệt độ sôi, bong bóng vẫn sẽ trào ra ngoài. Bởi vậy mà thìa kim loại không có tác dụng, kim loại nóng lên quá nhanh. Gói hút ẩm có thể hút đến 50% độ ẩm trong một không gian nhất định. Vì vậy, hãy dùng gói này trong nhà. Hãy dán một gói vào nắp của hộp đựng đồ khô như thức ăn cho chó, vụn bánh mì, bánh quy, vân vân. Bỏ một gói vào mỗi ngăn kéo của tủ, nhưng hãy đảm bảo là không có ai vô tình ăn phải nó nhé. Đa số mọi người dùng kẹp tăm bị ngược, phần ngoằn ngoèo nên được úp xuống gần da đầu bạn vì nó giúp cố định tóc tốt hơn nhiều. Màng bọc hơi bong bóng ban đầu được tạo ra như loại giấy dán tường dễ lau chùi. Nhưng ý tưởng trang trí không thành công nên người ta tìm thấy công dụng mới cho nó. Giờ đây, nó giúp làm đệm cho các món đồ trong quá trình vận chuyển. Và tất nhiên là bóp nó rất đã. Cứ hỏi chú chó của tôi thì biết. Tất cả bánh quy và bánh quy giòn đều có lỗ để đảm bảo thành phẩm có được cấu trúc chuẩn. Những lỗ nhỏ xíu xiu này cho phép hơi nước thoát ra, như vậy bánh sẽ không bị vỡ. Nếu các lỗ có tên là docker này không được tạo ra, hơi nước sẽ tích tụ bên trong bánh. Thật ra thì bánh vẫn có thể ngon, nhưng hình dạng của nó sẽ khá kỳ quặc. Dìa hình vỏ sò trên bánh quy giòn giúp bạn lăn bánh trên phô mai. Như vậy bạn sẽ cắt được miếng phô mai có kích cỡ vừa khít để đặt lên trên. Nó chỉ có tác dụng với phô mai mềm nên đừng cố cắt parmesan như thế này nha. Trước nay bạn vẫn đặt thớt hoặc đĩa ở bên dưới hộp bào rồi mới bào phô mai có phải không? Hãy thử một phương pháp tiện lợi hơn. Hãy lật hộp bào cho nó nằm nghiêng ra. Theo cách này, phô mai vụn rơi xuống đó và không vương vãi lung tung. Keo PVA không dính bên trong chai vì nó chứa các phân tử dài, chẳng hạn như polymer và nước. Một khi bạn bóp keo ra, nước bị kẹt bên trong sẽ bay hơi, chỉ còn lại các polymer dính. Keo siêu dính không dính vào bên trong chai do một chất hóa học đặc biệt. Chất này cứng lại khi gặp hơi nước, vì vậy keo không dính vì trong chai có nước. Bánh mì bị ỉu vì mất đi độ ẩm. Khi bạn cho nước vào bột, nó sẽ thay đổi kết cấu và các phân tử tinh bột trở nên bị nhiễu loạn. Tôi thấy quen quen. Đó là lý do tại sao bánh mì mềm và bông hơn khi mới ra lò, nhưng càng nguội thì càng mất nước nhiều. Các phân tử tinh bột trở lại trạng thái kết tinh ban đầu. Ngoài ra, quá trình kết tinh lại diễn ra nhanh hơn trong tủ lạnh. Đế giày thể thao, thậm chí lốp xe ô tô của bạn cũng chỉ là một phân tử khổng lồ thôi. Đó là vì khi cao su được lưu hóa, tất cả các phân tử kết nối với nhau thông qua lưu huỳnh. Vì vậy, chúng hợp thành một phân tử siêu lớn. Chiếc quần jean của bạn có màu xanh bên ngoài và màu trắng bên trong là do cách dệt vải thông minh. Sợi dọc được nhuộm, còn sợi ngang chỉ có màu trắng. Bằng cách này, các nhà sản xuất giảm được lượng thuốc nhuộm cần thiết cho mỗi chiếc quần. Nhân tiện, hầu hết quần jean có màu xanh lam vì ban đầu chúng được nhuộm bằng thuốc nhuộm tràm với sắc xanh đậm. Người ta chọn thuốc nhuộm này vì nó tương tác với cotton.
Khi cốt tông được làm nóng, phần lớn thuốc nhuộm sẽ đi xuyên qua nó, nhưng thuốc nhuộm tràm vẫn bám trên bề mặt. Kết quả là mỗi lần người ta giặt quần jean, các phân tử thuốc nhuộm lại thoát ra khỏi vải, tạo ra một họa tiết độc đáo trên mỗi món đồ. Ngày nay, các nhà sản xuất sử dụng thuốc nhuộm tràm tổng hợp. Chuối có vỏ dày để tránh côn trùng, tuy nhiên vỏ sẽ mỏng đi khi quả chín. Khi chín, chuối bắt đầu lấy nước từ vỏ. Các loài chim và động vật cũng có thể dễ dàng xé rách vỏ mỏng này. Một bước đi thông minh đó, mẹ thiên nhiên à! Nhà vệ sinh công cộng có xu hướng mang hình chữ U vì lý do vệ sinh. Bằng cách này, người sử dụng nó ít có khả năng tiếp xúc với gốm sứ tràn ngập vi khuẩn. Nước đóng chai có ngày hết hạn đấy, tuy nhiên bản thân nước không bị hỏng. Vấn đề nằm ở cái chai. Theo thời gian, nhựa dần thải ra hóa chất, vì vậy nước bị ô nhiễm. Bạn không thể uống nó nữa. Nước đóng chai thủy tinh có thời hạn sử dụng gần như vĩnh viễn. Tuy nhiên, một số tiêu chí như sự thay đổi nhiệt độ phòng có thể dẫn đến sự gia tăng vi khuẩn trong nước ở mức chậm, do đó nước cũng có thể bị hỏng. Nếu bạn không tin tưởng cách nào thì uống trực tiếp từ vòi đi. Ai mà nghĩ tới chứ? Nước sạch nha! Thức ăn trên máy bay mặn hơn và cay hơn so với ở trên trái đất. Các hãng hàng không phải nêm nếm thêm cho món ăn do điều kiện trong khoang máy bay. Sự kết hợp của không khí khô và sự thay đổi áp suất ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận hương vị. Ngoài ra, hương vị không chỉ liên quan đến ngụ vị giác, mùi hương quyết định 80%. Nhưng vì các thụ thể mùi không hoạt động một cách bình thường trong khoang khô, nên nếu không nêm nếm thêm thì thức ăn sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Tĩnh mạch có màu xanh lam vì chúng nằm dưới da và da tán xạ nhiều ánh sáng xanh hơn đỏ. Ngoài ra, da xung quanh các tĩnh mạch có vẻ đỏ hơn tĩnh mạch, làm tăng độ tương phản, khiến tĩnh mạch càng xanh hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo giác thôi. Máu của chúng ta luôn có màu đỏ. Hãy tin tôi đi. Cà chua trong siêu thị nhìn thì đẹp, nhưng ăn thì nhạt nhẽo, bởi vì trong 70 năm qua, nông dân đã chọn những quả chín đều hơn, đẹp hơn và được lòng khách hàng hơn. Cà chua dại có màu xanh đậm và không chín đều. Tuy nhiên, cà chua mà nông dân trồng có một gen hơi bị biến đổi. Đó là lý do chúng đều màu nhưng không thể tạo ra lục lạp đúng cách. Điều này thay đổi toàn bộ quá trình quang hợp, cho ra những quả cà chua đều màu nhưng có ít đường hơn trong mô. Kết quả là cà chua này thường có mùi vị như bìa cắt tông. Bài học từ câu chuyện này là hãy chọn những quả cà chua xấu xí. Khoảng trống bên dưới cốc mì có chức năng bảo vệ mì trong quá trình vận chuyển. Kỹ thuật này được gọi là treo giữa. Bằng cách này, mì không chỉ được bảo vệ tốt hơn trong cốc xốp, mà sợi mì còn mềm đều và nhanh hơn nữa. Kẹo cao su ban đầu không có mục đích giữ cho hơi thở thơm mát mà nhằm thay thế cho cao su. Nhưng, thí nghiệm cao su đã thất bại, tạo cơ hội cho một phiên bản kẹo cao su hiện đại. Bánh sandwich có nhân ở giữa hai lát bánh mì nhằm giữ cho tay được sạch sẽ. Chà, ít nhất là như vậy khi chiếc sandwich đầu tiên được phát minh ra. Cách đây vài thế kỷ, hồi đó tôi chưa ở đây, bá tước đệ tứ của sandwich, John Montag, đã yêu cầu đầu bếp nấu cho ông một món ngon mà ông có thể ăn trong khi trầm tư suy nghĩ. Chắc người đầu bếp tên là pastrami hay gì đó đã cuộn thịt và tất cả các nguyên liệu khác trong bánh mì để món ăn không bị dầu mỡ. Và cuối cùng, mọi nguyên liệu trong bánh pizza margherita đều đại diện cho một trong những màu cờ của Ý. Húng quế đại diện cho sọc xanh, mozzarella đại diện cho sọc trắng, và cà chua đại diện cho sọc đỏ. Và nếu bạn muốn nó ngon hơn, hãy dùng cà chua xấu xí nhé. Việc nhấn nút dành cho người đi bộ không phải lúc nào cũng làm cho tín hiệu đi bộ xuất hiện. Các nút này có thể được chia thành 3 loại. Loại thứ nhất cần phải nhấn mới hiện lên. Loại thứ hai sẽ không hoạt động. Và loại thứ ba yêu cầu phải nhấn nút để kích hoạt tín hiệu đi bộ sau một thời gian nhất định trong ngày. Tất cả phụ thuộc vào thành phố bạn đang ở, thời gian trong ngày và vị trí của bạn. Hộp đựng giấy bạc và màng nhựa có thiết kế đặc biệt để giữ cuộn giấy ở đúng vị trí. Miếng bì cứng ở mỗi đầu hoạt động như một ổ khóa vậy. Đẩy các miếng bì đó vào và cuộn giấy sẽ nằm bên trong hộp. Liên tục nhấn nút đóng cửa trong thang máy ở Mỹ sẽ không làm cho nó đóng nhanh hơn. Năm 1990, Hoa Kỳ thông qua đạo luật dành cho người khuyết tật đối với thang máy, có nghĩa là thang máy phải đảm bảo người khuyết tật có đủ thời gian để vào trong. Những người duy nhất có thể làm được điều này là nhân viên khẩn cấp và người bảo trì. Họ sẽ có chìa khóa
hoặc thậm chí là các mã số đặc biệt giúp nút này hoạt động. Bạn mở một tập mới của một chương trình truyền hình yêu thích, ngồi xuống chiếc ghế sofa ấm áp với một túi khoai tây chiên. Bạn xé nó ra, và bây giờ bạn phải lượm những miếng khoai tây chiên rớt ra. Bạn lỡ xé rách túi quá nhiều rồi. Cẩn thận để không làm nó trở nên tệ hơn. Hãy lấy một chiếc bấm đục lỗ và tạo một lỗ ngay đầu vết rách. Điều này sẽ ngăn vết rách đi xa hơn nhờ hình dạng tròn của lỗ. Đổ nước trái cây hoặc sữa ra bằng vòi ở phía dưới dẫn đến một hiệu ứng làm bắn chất lỏng ra xung quanh. Để tránh điều này, hãy xoay hộp để vòi nằm ở phía trên. Điều này cho phép luồng không khí lưu thông tốt hơn, cho phép luồng gió đều hơn. Nguyên lý hoạt động tương tự với thùng xăng có hai lỗ đậy nắp. Chúng không được thiết kế ở đó để vừa với các thiết bị có kích thước khác nhau. Lỗ thứ hai sẽ được mở ra trước khi đổ xăng để ngăn chặn hiệu ứng ong ọc. Muốn lấy một viên tích tắc ra khỏi hộp, nhưng thường nhận được đến 5 viên. Lý do là ta đã làm sai từ trước đến nay rồi. Có một chiếc lỗ được thiết kế trên nắp hộp không chỉ có tác dụng giữ chặt nắp, lật ngược hộp lại và một viên tích tắc sẽ kẹt lại trong nắp. Việc thay đổi cài đặt của hệ thống điều hòa nhiệt độ trong hầu hết các tòa nhà văn phòng sẽ không có tác dụng. Các bộ điều khiển hệ thống được đặt bên trong các ống dẫn khí, không phải trên tường. Những bộ điều khiển giả này tạo ra cảm giác rằng máy điều hòa hoặc nhiệt độ đang thay đổi. Chúng sẽ thay đổi nhiều nhất 1 hoặc 2 độ. Đó là nếu chúng được kết nối. Chảo chống dính giúp việc dọn dẹp trở nên dễ dàng sau khi nấu ăn. Nhưng điều làm cho chảo chống dính trở nên hữu ích chính là lớp phủ. Tuy nhiên, dùng các vật dụng bằng kim loại trên chảo sẽ làm tăng khả năng trầy xước hoặc làm hỏng lớp phủ. Vì vậy, tốt nhất bạn nên chọn những đồ dùng làm bằng gỗ hoặc nhựa. Đã bao nhiêu lần bạn hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng rồi phải hâm lại? Bởi vì thức ăn chỉ nóng ở rìa, còn ở giữa thì lạnh ngắt. Để điều đó không lặp lại, hãy tạo một khoảng trống ở giữa đĩa, trải thức ăn ra các cạnh trước khi cho vào lò. Lò vi sóng làm nóng thức ăn từ thành lò, do đó nên chắc chắn là phần thức ăn ở giữa sẽ mất nhiều thời gian nhất để làm nóng rồi. Nhân tiện, thêm một mẹo nữa với lò vi sóng này, bạn thực sự có thể tắt tiếng của chúng. Nhìn kỹ bảng điều khiển phía trước để tìm nút âm thanh. Nếu không có, hãy thử nhấn và giữ nút 1, 0, nút dừng hoặc hủy. Nó sẽ giúp tắt tiếng bíp hoặc kích hoạt tính năng khóa. Nồi nấu chậm hoạt động bằng cách giữ nhiệt bên trong và làm chín thức ăn dần dần trong một khoảng thời gian. Nhấc nắp lên để kiểm tra tiến độ, giống như nắp nồi thông thường sẽ làm thoát nhiệt ra ngoài, kéo dài thời gian nấu lên đáng kể. Chiếc túi nhỏ trên quần jean của bạn không được thiết kế để đựng tiền lẻ hay chìa khóa đâu. Ban đầu, chúng được thiết kế để đựng đồng hồ bỏ túi vào những năm 1890. Xung quanh các túi đó cũng có đinh tán nhô ra. Chúng được may ở đó để giúp những lỗ xung quanh đỡ mòn và rách. Việc tráng chén đĩa trước khi cho vào máy rửa bát có thể chẳng có ích lợi gì. Hầu hết các máy rửa bát hiện đại đều có cảm biến bên trong để cảm nhận mức độ bẩn của bát đĩa. Điều này cho phép kiểm soát lượng nước dùng để rửa bát, loại bỏ các thực phẩm rắn ra, xếp bát đĩa đúng cách và để cho máy rửa thực hiện công việc khó khăn ấy. Quạt trần không chỉ dành cho những ngày nắng nóng, có một công tắc nhỏ trên cùng có thể thay đổi hướng của quạt đấy. Với chế độ mùa hè, cánh quạt quay ngược chiều kim đồng hồ để hút không khí mát lên. Trong khi với chế độ mùa đông, cánh quạt quay theo chiều kim đồng hồ, đẩy không khí ấm xuống. Khóa kéo bằng kim loại được tích hợp một khóa ẩn khi bạn mặc quần dài, quần đuôi hoặc váy. Đừng để núm kéo khóa kéo ở vị trí hướng lên trên. Ấn nó xuống dưới và nó sẽ tự động khóa lại. Những chiếc tăm có một đồ kê đi kèm để bạn không phải đặt chúng trực tiếp lên bàn. Chỉ cần bẻ một đầu, đặt nó trên bàn và đặt tăm giữa các khía là xong. Tất nhiên, đặt đầu nhọn lên trên. Bây giờ, nó sẽ không chạm vào bàn và bị bẩn nữa. Bạn cũng có thể làm tương tự với đũa dùng một lần. Bẻ đầu đũa trước khi tách chúng ra. Mỗi lon nước ngọt đều có một đồ mở lon bên trên để dễ mở lon đồ uống thơm ngon. Và trên mỗi đồ mở đó đều có một lỗ tương đối lớn ở đầu. Nó có thể giúp bạn luồn ngón tay bên dưới để mở lon nước dễ dàng hơn.
nhưng mục đích của nó là một dụng cụ giữ ống hút, xoay đồ mở nắp qua lỗ mở và đặt ống hút qua đó để cố định ống hút. Những vết lõm nhỏ trên quả bóng golf thực sự giúp quả bóng có lực nâng tốt hơn và giảm lực cản của không khí. Có nghĩa là với những chỗ lõm này, trái bóng có thể bay xa hơn. Những chỗ lõm này có dạng hình cầu và hình lục giác, với mỗi thay đổi nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của quả bóng. Một số cây bút có nắp có lỗ trên đỉnh nắp. Chúng được thiết kế ở đó như một biện pháp an toàn. Nếu ai đó vô tình nuốt phải nắp trong khi đang cắn nó, họ sẽ vẫn có lỗ để thở.